Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái game dạy đồ rất là thú vị và cũng nhẹ nhàng thôi ở trên các thiết bị di động. Game này có tên là Puzzle Pot Trick or Cheat. Chắc là cái Trick or Cheat này lấy cảm từ cái ngày Halloween sắp tới gần. Đây, game này thì rất đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy trên bàn mình đang có hiện giờ sẽ là hai cái bánh và hai cái kẹo. Và mục tiêu của chúng ta là phải di chuyển nó lên trên cùng kia. Nhưng mà có một cái là hai cái nhỏ di chuyển vào nhau sẽ tạo thành một cái to, vì thế nó mới hoàn thành được cái bài. Đây là một cái tựa game thuộc thể loại kiểu giải đố rất là hay và mình nghĩ là chơi khá được. Ví dụ như bài này, cái bánh rất là to, mình nghĩ phải chập ba cái này lại. Thì đây chính là cách chúng ta giải quyết cái vấn đề đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để đưa cho những cái hình có sẵn trên cái đường đi vào những cái ô in mờ ngắt quãng mà mọi người đã mà game đã để đấy sẵn cho chúng ta. Ví dụ như ở đây nhìn thôi đã là sai rồi. Không. Đây mình sẽ xem nào. Đây. Ok. Đây là cách mà mình giải quyết vấn đề. Nói chung là với một cái bài đề ra thì lúc nào cũng có 3 đến 4 cách giải quyết, và quan trọng là bạn sẽ giải quyết như thế nào. Ở đây bắt đầu khó hơn khi có sự xuất hiện của một con rơi. Con rơi này mình không hề điều khiển được, mà con rơi này khi mà chúng ta tác động đến nó một lực như nào, nó sẽ nhảy vào cái chỗ của cái vật thể đấy lúc đầu tiên. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ làm thế nào để cho con rơi nó có thể nhảy lên kia. Đây mình sẽ... Đó, vậy là con rơi đã xong. Và công việc đơn giản, lắp nốt cái bánh vào điểm thiếu. Càng về sau thì những cái bàn chơi nó sẽ càng phức tạp lên, đòi hỏi các bạn cần phải tính toán kỹ lưỡng làm sao để giải quyết vấn đề một cách ok nhất. Với mỗi bài sẽ là một thử thách, vì vậy nên là mình hy vọng là các bạn sẽ tìm được những cái rất là hay. Vâng, đây là cách cuối cùng và mình sẽ chỉ chơi đến như này thôi và để lại cho các bạn tự khám phá. Game này có tên là Puzzle Pop Trick or Cheat, các bạn có thể download hoàn toàn miễn phí ở trên app VN. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cái game này thì các bạn sẽ hóa thân thành một cái kiểu dạng nhân vật, đó là kẻ cướp.